Chào mừng các bạn nhỏ đã đến với căn nhà của mèo Hello Kitty. Và ngày hôm nay, chị Chim Xinh sẽ hướng dẫn cho các em cách để chúng ta sẽ làm một ngôi nhà búp bê giấy dễ thương như thế này nhé. Nào bây giờ hãy cùng chị Chim Xinh bắt tay vào việc làm một ngôi nhà Hello Kitty bằng giấy nào. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ hình dáng của Hello Kitty trên một tờ giấy cứng. Tờ giấy bìa cứng này các em có thể dễ dàng mua ở bên trong nhà sách. Sau khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ tô màu cho Hello Kitty. Và các bạn nhỏ biết không, chị Chim Xinh đang sử dụng màu nước, vì khi các em tô màu nước nó sẽ đẹp hơn màu lông, nhưng khó sử dụng hơn. Vì thế các em có thể sử dụng màu lông nếu như mà các em cảm thấy màu nước các em sẽ không tô được nha. Và khi tô xong các em nhớ dùng bút màu lông để viền lại cái viền màu đen á các em. Như vậy thì cái hình dáng của mèo Hello Kitty nó sẽ đẹp hơn. Tiếp đó chị Chim Xinh sẽ dán hình mèo Hello Kitty lên bìa cứng và cắt ra. Như thế thì hình mèo Hello Kitty sẽ rất là cứng và lâu bị hư. Sau khi đã có mèo Hello Kitty rồi thì chị sẽ dùng mèo Hello Kitty ướm lên tờ giấy và tiếp tục vẽ thêm hai bộ đồ cho mèo Hello Kitty. Các em có thể làm nhiều quần áo hơn nếu các em thích nhé. Và cũng như lúc nãy, khi mà chúng ta đã vẽ xong rồi thì chúng ta sẽ tô màu cho những bộ quần áo theo ý thích của mình. Theo thì dán lên bìa cứng và sau đó dùng kéo cắt ra. Vậy là đã có hai bộ đồ rất xinh rồi nha. Khi đã làm quần áo xong cho mèo Hello Kitty rồi, chúng ta sẽ chuyển qua bước thứ ba là chị sẽ làm nhà. Chúng ta sẽ vẽ cái mặt ở phía trước của quyển sách vải của chúng ta, đó chính là hình một ngôi nhà. Tùy theo ý thích của các em có thể vẽ giống chị Chim Xinh hoặc là vẽ một ngôi nhà đơn giản hơn cũng được nhé. Vẽ xong rồi thì các bạn nhỏ hãy tiếp tục tô màu. Vẫn như cũ, chị Chim Xinh sử dụng màu nước để cho nó đẹp hơn. Ngoài ra các em vẫn có thể sử dụng màu lông hoặc màu sáp để tô màu cho nó dễ nhé. Nhớ, khi mà tô xong thì chúng ta nhớ dùng bút lông màu đen để viền lại các viền cho nó được đẹp và nổi bật ha. Ok, bây giờ chúng ta đã có một ngôi nhà. Đó chính là mặt trước của quyển sách của chúng ta nha. Rồi bây giờ chị Chim Xinh tiếp theo sẽ vẽ trang ở phía trong. Trang ở phía trong, trang đầu tiên chính là phòng ngủ của mèo Hello Kitty. Đầu tiên chị sẽ vẽ một cái giường, sau đó sẽ là bàn trang điểm, rồi tủ đựng quần áo nữa. Các em có thể vẽ giống chị Chim Xinh hoặc là vẽ một cái giường đơn giản theo ý mà các em muốn nhé. Vẽ xong rồi, tiếp tục tô màu nè. Ở trong căn phòng ngủ của Hello Kitty, chị Chim Xinh muốn ngập tràn màu hồng. Chính vì vậy tông màu chủ đạo chị chọn sẽ là màu hồng. Ngoài ra chị sẽ tô thêm một số màu sắc khác để cho căn phòng trở nên sống động hơn nha. Màu sắc thì tùy theo các em muốn lựa chọn màu nào để tô cho căn phòng mà mình muốn cũng được hết. Xong rồi, chị đã có hai bộ đồ chị nhét vào trong tủ quần áo của Hello Kitty. Giờ chúng ta sẽ dùng cái đục lỗ để chúng ta đục lỗ giấy. Sau đó chị sẽ dùng dây ri băng để cột hai tấm hình này lại với nhau, tạo thành một quyển sách về ngôi nhà của Hello Kitty. Dùng dây ri băng buộc nhẹ để lần sau chúng ta sẽ làm các trang tiếp theo và các em chỉ việc gắn vào là chúng ta sẽ tạo nên một ngôi nhà liên hoàn. Giống như sách vải thì đây là sách giấy. Wow, chúng ta đã xong rồi và đây là mèo Hello Kitty. Xin chào tất cả các bạn nhỏ. Mở cửa ra và Hello Kitty chui vào nhà. Trang đầu tiên là căn phòng ngủ rất xinh đẹp, có bàn trang điểm, có giường ngủ, có cả tủ quần áo nữa. Trong này có rất là nhiều những bộ quần áo khác nhau. Mặc thử từng bộ quần áo luôn nè. Rất tuyệt phải không? Không quá khó để chúng ta có thể làm một căn nhà giấy cho Hello Kitty. Hẹn gặp lại các em trong phần tiếp theo. Chị sẽ hướng dẫn cho các em cách để chúng ta làm nhà tắm nha.